Những ngày cuối tháng 6 đến nay, trên khắp các trang mạng xã hội, cộng đồng yêu ẩm thực, nhiều món ăn từ khoai lang tím được mọi người liên tục chia sẻ cho nhau. Khi có nhiều thời gian hơn vì giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, những đầu bếp từ khắp nơi bắt đầu sáng tạo đưa khoai lang vào các món chè, bánh, sữa để trở thành các món ngon độc đáo. Điều này cũng góp một phần nhỏ trong việc giải cứu khoai lang tím không tiêu thụ được tại tỉnh Vĩnh Long. Nhưng vì số lượng tiêu thụ lẻ tẻ rời rạc, không tập trung dẫn đến nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển giao hàng, do đó rất cần sự vào cuộc của những doanh nghiệp chế biến. Từng rất thành công với sản phẩm bánh mì Thanh Long năm ngoái, năm nay, vua bánh mì Cao Siêu Lực tiếp tục giải cứu khoai lang tím bằng việc cho ra đời sản phẩm bánh mì khoai lang tím. Do có kinh nghiệm sử dụng Thanh Long cũng như một số nông sản khác kết hợp cùng bánh mì, nên đội ngũ của ABC Bakery đã rất nhanh chóng đưa sản phẩm bánh mì khoai lang tím ra thị trường với sản lượng hàng tấn khoai lang được tiêu thụ. Điều đáng trân trọng, trong những ngày này, gần 30.000 sản phẩm bánh mì dinh dưỡng từ khoai lang tím đã được ABC Bakery đem tặng cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, cán bộ làm trong Ủy ban Nhân dân các phường, trung tâm y tế và những người dân trong khu vực cách ly xã hội. Có TV chúng tôi rồi, bên một số tỉnh đã có thu hoạch các phần khoai lang tím, thu hoạch nhiều quá. Một số lãnh đạo tỉnh cũng kêu gọi ai doanh nghiệp nào thì hỗ trợ và tiêu thụ dùm các phần khoai lang tím đó. Tôi nghĩ tới trước đây các phần Thanh Long cũng làm ba rồi, làm sao mình thu được cho nông dân này kia để làm ra được các phần sản phẩm mới của mình. Từ cái ý tưởng đó là tôi quyết định họp với anh em để nghiên cứu sản phẩm mới đó. Lần đầu tiên đã đạt được 95%, lần thứ hai trong xu thì đạt cao ý muốn là thỏa mãn, là hỗ trợ những người cần thiết, chẳng hạn bác sĩ tuyến đầu từng có một số bị phong tỏa, có một số bị ly vân vân, hiện nay là mình cho biết là 20.000 sản phẩm. Còn đây là sản phẩm bún khoai lang tím đang được một doanh nghiệp thực phẩm ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất, cũng với nguyện vọng hỗ trợ nông dân trồng khoai vượt qua giai đoạn khó khăn do không xuất khẩu được vì dịch bệnh. Bún khoai lang tím có màu tím đẹp mắt đặc trưng, sau khi thử nghiệm thành công, các khâu hoàn thiện bao bì, nhãn mác cũng được gấp rút làm. Khoai lang chỉ cần hấp, bỏ vỏ, xay nghiền cùng với bột. Ngay khi bún khoai lang tím thành công, đơn vị này đã lên kế hoạch làm thử sản phẩm mì khoai lang tím. Tính đến nay, doanh nghiệp đã tiêu thụ gần 10 tấn khoai lang tím từ tỉnh Vĩnh Long. Cùng chung tay với nhiều người dân rồi ở Sài Gòn các tỉnh thành khác trong việc tiêu thụ cái nguồn khoai lang tươi, thì Duy Anh Food cũng là mong muốn nghiên cứu, luôn luôn muốn để tạo những sản phẩm mới kết hợp từ những cái mặt hàng nông sản của Việt Nam mình, an toàn sạch sẽ từ nguồn nguyên liệu của Việt Nam mình, từ gạo Việt Nam rồi từ khoai lang của Việt Nam. Duy Anh Food cũng mong muốn là được gửi những cái sản phẩm bên mình như là bánh tráng, bún gạo hay là sản phẩm mới nhất là bún khoai lang tím. Sản phẩm này mình chỉ để gửi tặng hoàn toàn thôi, 100% chứ không có bán hay là thương mại trong thời điểm này, để vừa có thể là ủng hộ giải cứu, giảm bớt cái số lượng mà khoai lang tím nó bị tồn, và đồng thời là có một sản phẩm mới cho người dân, lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch, và các bếp ăn từ thiện cũng như là đồng hành cùng với những chương trình của hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, gửi tặng thêm những sản phẩm đến những khu vực phong tỏa, có thêm được một cái sản phẩm mới để ăn giống như tinh thần nó tốt hơn, và từ đó cùng nhau để hợp tác cùng với nhà nước để chống dịch. Cũng như bánh mì khoai lang tím của ABC Bakery, Duy Anh Foods cũng đem chính những sản phẩm mới lạ là bún khoai lang tím tiếp sức gửi tặng cho bà con bị phong tỏa ở quận Gò Vấp, quán Nụ Cười ở quận 5, trung tâm y tế quận 12. Thưa quý vị và các bạn, đó là những sáng tạo sản phẩm mới trong lĩnh vực thực phẩm. Vậy còn trong lĩnh vực khác thì sao? Dịch Covid-19 thực tế đã đưa nhiều doanh nghiệp Việt có những gói sản phẩm mới phù hợp đáp ứng nhu cầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong lúc này. Trong thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp, làm việc và học tập tại nhà đang dần trở nên phổ biến. Ngoài những lợi ích thấy rõ thì một số người hiện đang rơi vào tình trạng làm việc và học tập tại nhà không hiệu quả vì bị ảnh hưởng nhiều từ các yếu tố xung quanh. Nắm bắt được tình hình này, một doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã cho ra mắt hệ thống nhà thông minh với nhiều ưu điểm nổi bật. Cụ thể như, ánh sáng sẽ được điều chỉnh phù hợp với môi trường làm việc và theo đúng sở thích của người dùng. Người dùng sẽ không phải lục tung nhà tìm chiếc remote để tắt hay vặn nhỏ TV, hay không cần tìm chiếc remote để tăng giảm nhiệt độ máy lạnh trong nhà, không cần phải đứng lên kéo rèm cửa để thư giãn, thay vào đó có thể ra lệnh bằng giọng nói, áp điện thoại hay bằng nút bấm công tắc trên tường. Hệ thống kịch bản phong phú đa dạng, các kịch bản đảm bảo an ninh phù hợp với thói quen sinh hoạt của người Việt.
giải pháp nhà thông minh còn cảnh báo nguy hiểm bằng những cảm biến như cảnh báo khói, nước tràn, ban công an toàn cho trẻ em, cảnh báo khóa cửa và cảnh báo SOS trong trường hợp khẩn cấp. Khi được trang bị về cái giải pháp nhà thông minh của Điện Quang thì tất cả những thiết bị đó sẽ được điều khiển thông qua các cấp độ điều khiển khác nhau với hệ sinh thái của app Điện Quang Smart. Có nhiều cái cấp độ và các điều khiển khác nhau, có thể những cách phổ biến như là trên app điện thoại, trên công tắc hay là ở những cái nút nhấn di động điều khiển được cái ánh sáng để phù hợp với môi trường học tập hay là môi trường làm việc của mình, xây dựng trên nền tảng mở cho nên rất là dễ dàng kết nối với các thiết bị của các hãng khác trên thế giới. Tuy nhiên nó vẫn đảm bảo về số là bảo mật thông tin cá nhân. Có một điều rất đặc biệt đó là có thể hoạt động song song ngay cả khi không có internet, có những cái cảnh báo chống trộm hay là cảnh báo về nước tràn trong nhà hay là cảnh báo quái, và đặc biệt nhất là có những cái cảnh báo như là SOS bảo vệ người lớn tuổi hay là trẻ em. Có thể thấy, với sự linh hoạt, năng động và sáng tạo trong phương thức kinh doanh, nhiều doanh nghiệp Việt luôn sẵn sàng trong việc kinh doanh khó khăn trong mùa dịch bệnh. Đó sẽ là bài học, sự tích lũy kinh nghiệm đáng quý để họ thành công hơn trong con đường phía trước còn nhiều khó khăn trong bối cảnh hiện nay.